Ba không cần gọi cho con. Dạ, nhóm của tụi con đi Đà Lạt 2 tuần chú ơi. Phong có đi cùng không vậy? Dạ không, tụi con lên trước. Phong nói có chút gì cần giải quyết, 3 ngày sau Phong mới lên chú à. 30 chưa phải là Tết đâu, đừng vui mừng sớm. Hóa ra 5 tỷ là phần của bay. Anh Kiên, sao anh lại làm như vậy? Anh đã hứa là không hại ba em mà. Cứ theo kế hoạch mà làm. Tao nói cho mày thấy những cái gì mày cần thấy. Bây giờ tới lượt tao. Cuộc chiến không cần sức sẽ có bước ngoặt thế nào trong bộ phim Thách Chí Lật Bài, chỉ có trên YouTube Aqua Entertainment. Đây là lần cuối mình gặp nhau. Tại sao vậy? Mấy ngày nữa anh Dũng ra trại rồi. Cô muốn ly hôn hả? Không bao giờ. Anh Hoàng. Máy. Anh còn gì để nói không? Cô cứu tôi một vết thật xấu. Bây giờ cô kêu nó liền lại. Đơn giản vậy. Thôi, để em đền cho bữa kỷ niệm khác nha. Đồ ngốc. Đón xem Hậu Hoa Hôn phát sóng lúc 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Aqua Entertainment.